các bạn, hôm nay thì hai vợ chồng dốn ba đứa con xuống đây để mà dứt cái con này. Con này thì khoảng 7 pound rưỡi, có nghĩa là khoảng 3 ký mấy. Tổng cộng số tiền nó là khoảng 150 đô, có nghĩa là 3 triệu hay là hơn 3 triệu xíu bên Việt Nam. Rồi lâu quá không ăn nguyên con lại này, thử coi làm sao không, để coi ấy ấy ra mới hấp xong bự à. Hay à, trời ơi đã luôn. Không Rồi biết ăn hết phải cố gắng, bữa nay phải cố gắng ăn ăn hết nguyên con này. Để bẻ ra. Thank you. Gai nhiều quá. Nay thì cũng chấm muối tiêu chanh với lại Kim chi. ăn kim chi, bắp cải kim chi. Cái loại này á, nguyên con á thì nó nhỏ hơn cái thường một xíu, cái loại mà que không á, bán que không nó bự, nhưng mà cái loại này nó như hơi nhỏ. Không, muối thịt hơi nhỏ. Nhưng mà không sao. Biết thử rồi nên sao. Kéo thật Kim. là ngon. Cái loại này đỏ. Chấm này vô ha. Gài nó đau quá trời, khi mà dùng tay á hơi đau. Ra không nữa, ăn này kèm như thế này ngon. Loại kim chi nó ngon, nó ngọt ngọt, nó cay cay. Cửa nào nó nó không muốn ra.
nhỏ, hơi nhỏ, không qua nhỏ hơn cái loại kia. Không sao, miễn là thịt nó ngọt là được rồi. Quá trời ớt. Giò ngon ha. Mấy tháng trời mới ăn lại theo kiểu này được. À, cuối tháng 12 này nè, lễ Giáng sinh á, sau ngày lễ Giáng sinh á thì cả gia đình sẽ về Việt Nam thăm má. Một là thăm má, hai là đi ăn những cái đồ ăn ở bên Việt Nam á, như là những cái hải sản nè, những trái cây nè, đồ biển. Hy vọng là những cái món đồ biển của bệnh á ăn được, ăn ngon. Lần này thì về muốn thử con cua Quỳnh Đế. Lúc trước hình như là cũng có ăn rồi, nhưng mà quên cái mùi vị nó ra sao rồi. Bởi vậy giờ lần này về có cái chỗ nào có bán mua ăn thử. Nếu mà các bạn có biết chỗ nào ăn bán mấy đồ ăn ngon á, nhớ chỉ giùm nha, đặc biệt là hải sản nha. Gần khu quận 7 hay quận nhất gì cũng được. No hả? Không sao, còn nhiều, ăn từ từ. Ăn nổi ngán luôn. Không sao, từ từ. Ăn uống miếng nước ngọt vô. Còn nguyên cái thân hình của nó, hai cái càng. Cái càng nhỏ cái càng bự, cái thân hình của nó.
có nhiều người nói tại sao mở cái cua này hay lắm, hay quá vậy. Thật ra là cái này nó dễ lắm, cái này tuy là nó mấy cái gai nó đâm nó đau nhưng mà cầm cho nó chắc rồi bẻ đó, cái vỏ của nó không có cứng lắm, nó giòn giòn bởi vậy dễ bẻ lắm. Rồi xong mình lấy cái ngón tay mình đẩy nó hoặc là ấy như vậy nè, nó ra nguyên muối à, nha, dễ, không có gì khó chứ. Có nhiều người họ dùng dao dùng búa không làm tùm lum tùm la hết, đâu còn gì vậy. Thật trầm vậy. Ăn cái này. Con bì ngon hơn nữa nè. Có nhiều người ở bên Mỹ này nè, có nhiều bạn ở bên Mỹ hỏi là mua nguyên con này ở đâu. Ở chợ Costco á, ở chợ bên đây gọi là Costco, chợ bự lắm. Mà khi mà gần tới ngày lễ Giáng sinh á, nó có bán nguyên con. Mà chỉ khoảng 20 tây, tháng 12, 20 tây là nó sẽ bán, cho tới lễ luôn Noel là nó nghỉ, nó không bán, nó chỉ bán chừng có mấy ngày à. Vậy căng bây giờ mềm mà nghe mà xin nghĩ ra lào lao đi, để anh dứt cái con này, dứt cái gà này. Dứt đi. Bự ha. Nặng. Táo là để dành hả? Miếng luôn.
nguyên cái con cua nè, chỉ có cái càng, cái khúc này nè là cứng nhất rồi. Bây giờ phải dùng cái đồ mà kẹp. Chắc cái này ha, cái này bẻ nó cái là định dùng ngón tay đẩy thịt nó ra vậy thôi. Vậy thôi. Nguyên cái càng ha. Lên thở xuống gì dữ vậy trời, em nuốt không vô nữa, nó no quá, tại cơm chiều rồi. Cạn. Em nghĩ em không có giúp anh ăn nổi nữa. Thử nào. Thịt càng ngon lắm à. Thôi ngon ăn hết đi. Gán ăn hết này. Trong này vậy thịt nó ngọt lắm. Kiếp nhiêu, kiếp nhiêu. Ăn ba cái que với một cái càng mà nó no quá trời no rồi. Cái thân mình này biết sao để kỳ sau quay tiếp để kỳ sau ăn cho mình mới enjoy được. Không, giờ này enjoy, giờ ăn được nhiều hay nhiều. Còn là cục ăn không nổi. Ba cái que, ba cái que, ba cái que chấm vô, chấm với chiên chanh rồi kèm kim chi. Từ từ nghĩ sát hơi. Cần lấy tương ớt, cần tương ớt cũng phải cay cay dễ ăn. Không phải là dễ khó ăn mà nó non quá. Hãy
càng nhỏ. Vẫn ngon như thường. Thôi em không ăn được nữa. Cái gì không ăn được nữa, còn cái hai miếng nhỏ xíu rồi. Dứt đi. Để khi nào đói mình ăn tiếp. Còn thân. Nè cái thân của nó nè. Cái thân. Cái thân cái con này nó có gạch chút xíu à. Ít lắm. Này họ ăn là chỉ ăn thịt à, mấy cái này nè, mấy cái 1, 2, 3, mấy cái này không biết tiếng Việt gọi là cái gì, cái thân, cái thân hình mù, không phải mù yếm. Cái này thì là cái yếm nè, biết rồi, nhưng mà cái phần này nè, như là cái phần nó tay mình á, ăn nó trong này thịt không à, cái nào cái nấy. Mở ra anh ăn đi ha. Thôi bye bye các bạn nha, lên giúp cha nà trong hai đứa con. Bye gán ăn anh ha. Trong nó dài không có già non tùm lum tùm la hết. Cái này là cái yếm của nó nè, cái yếm này nó có miếng thịt đó, da non ở trong đây nó, mình có thể thét kéo ra giống như là nó chuẩn bị lột da vậy đó. Cái này giống như là cua cóm không có miếng à, chỉ là mình cái phần này á thì ăn không ngon lắm, ăn không giống gì là ăn da da lột của nó vậy đó, không ngon, không có ngọt bằng da thường, không có ngọt bằng thịt chứ. Đó, cái cục nè, thịt ở trong này là thịt không à, da nữa nè. Từ đi kéo thịt đó ra ăn vậy thôi. Thật ra là thịt cái khúc này ăn mới là mình ngán, tại là thịt không à, nó bự bự cục nồi cục nấy nó bự bự á, bởi vậy nó hơi ngán xíu. Nhưng mà ngon ngọt. Tét ra nghe.
Nguyên cục thịt già. Giờ hết, giờ không phải là hai mươi mấy tuổi nữa, bởi vậy cái trọng lượng ăn nó không được mạnh giống như xưa. Hồi xưa là chắc có thể là xong con cua này luôn, giờ chắc không nổi nữa, ngán. Nói chứ con cua quỷ này 3 kg mấy, hai người ăn vậy cũng là mạnh rồi. Nguyên cục thịt bự nha. Trừ như đây, cái cục này để lấy thịt cho con bé cho nhà ăn, chứ giờ ăn hết nổi nữa. Ngon quá trời. Xong rồi các bạn ơi, no quá không có thể nào tiếp tục được. Cái này để dành lấy thịt ra cho bé, cho đứa con gái lớn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Nhớ nha, nếu mà các bạn nào có biết những cái nhà hàng hay là chỗ nào ăn hải sản ngon á, nhớ chỉ giùm nha. Rồi, còn những bạn nào mà chưa đăng ký, nhớ đăng ký giùm. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha. Bye bye.